Giá đất ở một số khu vực đã xác định chỉ giới đường vành đai 4 chưa biến động nhiều. Tấc đất tấc vàng, thế nhưng nhiều dự án ở các vị trí kim cương ở Hà Nội vẫn bị bỏ hoang khó hiểu nhiều năm qua. Như thường lệ, bản tin nhà đất và đầu tư luôn mang đến cho quý khán giả những thông tin cập nhật nhất về tình hình thị trường nhà đất ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố trên cả nước. Thưa quý khán giả, ngay sau buổi làm việc của Thường trực Thành ủy Hà Nội với các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh để bàn việc triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô cách đây một tuần, thì lần lượt chỉ giới của dự án giao thông đặc biệt quan trọng này đã được cắm mốc tại các huyện Mê Linh, Thường Tín. Việc cắm mốc sẽ còn được thực hiện khẩn trương trong những ngày tới để đảm bảo tiến độ khởi công dự án này vào năm 2023, theo đúng kế hoạch. Một tuần qua, thì giá đất tại các khu vực đã xác định chính xác đường vành đai 4 đi qua biến động như thế nào. Đó là điều mà nhiều người đang quan tâm. Từ khi có thông tin mở đường vành đai 4 thì giá đất ngoại thành xung quanh tuyến đường này đều rục rịch tăng giá. Sôi động nhất phải kể đến là khu vực Mê Linh. Sau một thời gian dài trầm lắng từ đầu năm đến nay, đất thổ cư, đất nền phân lô đang được giao bán trong khoảng giá từ 8 triệu đến 80 triệu đồng một mét vuông tùy vị trí. Đặc biệt tại thị trấn Chi Đông là nơi được nhắc đến khá nhiều trong thời gian vừa qua về độ hot trong các phiên đấu giá. Giá chào bán còn lên tới hơn 100 triệu đồng một mét vuông. Nhộn nhịp không kém là thị trường đất thổ cư, đất nền phân lô tại khu vực Thanh Oai. Giá tại đây đang được chào bán từ 10 triệu tới hơn 60 triệu đồng một mét vuông. Còn tại Sóc Sơn, giá đất chưa biến động nhiều, đất thổ cư được giao bán với mức giá từ 4 triệu đến hơn 50 triệu đồng một mét vuông tùy vị trí. Quỹ đất trang trại nghỉ dưỡng dồi dào và giá dao động từ 2 triệu đến 8 triệu đồng một mét vuông. Một tuần qua, kể từ khi thành phố tiến hành công bố chỉ giới đường đỏ đoạn từ cầu Hồng Hà đến quốc lộ 18 và đoạn từ quốc lộ 6 đến quốc lộ 1A tỷ lệ 1/500, tình hình ở các khu vực này chưa có nhiều thay đổi. Một phần là vì giá đất đã được đẩy lên quá cao khi vừa nhen nhóm thông tin mở đường, phần khác do ảnh hưởng sự trầm lắng chung của thị trường. Tuy nhiên, khi tuyến đường chuẩn bị được khởi công, dự báo giá đất ở tất cả các địa phương liên quan sẽ lại bước vào một chu kỳ sôi động mới. Trong khi đó, nhiều vị trí đắc địa được ví như kim cương ở Hà Nội lại bị bỏ hoang nhiều năm trời, như mảnh đất trồng cỏ này ở mặt đường Trần Duy Hưng cạnh siêu thị Bixi đã bỏ không trên chục năm. Được biết, giá bán nhà mặt tiền đường Trần Duy Hưng không dưới 600 triệu đồng một mét vuông, nhà trong các phố nhánh khoảng 350 triệu đồng một mét vuông, nhà trong ngõ ô tô từ 250 triệu đồng một mét vuông thì mới thấy sự lãng phí về quỹ đất của khu đất rộng cả nghìn mét vuông này chỉ tạm tính trong khoảng 10 năm đã lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Chưa kể, khu đất bỏ hoang này còn khiến tổng thể mỹ quan đô thị của khu vực bị ảnh hưởng. Liên quan đến các dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn, mới đây Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội giao Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra các kết luận thanh tra, kiểm tra để phân loại, đề xuất xử lý theo các nhóm dự án vi phạm. Phấn đấu hết quý 4 năm nay xử lý xong các dự án chây ì tiếp tục vi phạm. Một hai năm trước, nhà phố thương mại hay còn gọi là shop house là sản phẩm được nhiều người ưa chuộng, giao dịch tấp nập, cứ mua là có lãi. Thậm chí có người mới đặt cọc đã có lãi, nay thì đã khác. Lý do là bởi nhiều ngành hàng kinh doanh thương mại ế ẩm và phải đóng cửa vì dịch Covid-19 trong suốt 2 năm nên nhiều người thuê nhà trả lại mặt bằng. Hoạt động kinh doanh đối với dòng sản phẩm shop house tại các khu đô thị mới hay dự án tổ hợp thương mại nhà ở trên địa bàn Hà Nội thời gian gần đây tương đối trầm lắng. Lượng cầu giảm sút cùng với lượng cung liên tục được cung cấp mới ra thị trường khiến đầu tư shop house trong giai đoạn này trở nên rủi ro hơn trước. Sức hút của shop house nằm ở ưu thế kép, vừa có thể ở, vừa phục vụ kinh doanh. Tốc độ tăng giá bất động sản gắn liền với đất như nhà thổ cư, nhà phố, biệt thự cao hơn từ 1 đến 4 lần so với chung cư. Theo đánh giá của các chuyên gia, giai đoạn cuối năm 2022, dòng sản phẩm shop house sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Mức giá cho thuê dự báo sẽ giảm khoảng 15-20%, giá trị có thể chững lại trong thời gian tới. Mặc dù vậy, shop house vẫn là một trong những tài sản được ưa chuộng nhờ mức tăng giá tốt khi mà kinh tế khởi sắc và hạ tầng các dự án dần hoàn thiện, đặc biệt tại các khu dân cư đông đúc. Chương trình tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Phóng viên Mỹ Lan sẽ cung cấp cho chúng ta tình hình giá nhà đất và cửa hàng cho thuê ở quận Đống Đa. Thưa quý vị, theo thông tin giao dịch trên một số trang mua bán nhà đất thì hiện tại khu vực quận Đống Đa vẫn là nơi có giá nhà đất khá cao tại Hà Nội.
Tại một số khu vực như Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà, Hoàng Cầu, xã Đàn, mức giá nhà mặt phố đang được giao bán trong khoảng là từ 350 triệu đến 700 triệu đồng một mét vuông. Trong khi đó, nhà trong ngõ đang được giao bán với mức giá 80 đến 250 triệu đồng một mét vuông. Các căn nhà phố sở hữu mặt tiền thoáng mát, rộng rãi lại nằm trên các tuyến phố sầm uất nên giá luôn ở mức cao là điều dễ hiểu. Đặc biệt, khoảng giá cao nhất trong ngưỡng trên dưới 700 triệu đồng một mét vuông tập trung nhiều hơn cả tại hai tuyến phố là xã Đàn và Thái Hà. Nơi đây có thể coi là khu vực đắt đỏ nhất quận Đống Đa thời điểm này. Ở trong ngõ hẹp xe máy tránh nhau nhưng giá các nhà chưa bao giờ hạ nhiệt. Vị trí trung tâm thành phố, hạ tầng xã hội hoàn chỉnh, lý giải cho giá đất khu vực này luôn thuộc top đầu thành phố. Không biết quý vị thế nào chứ, còn đối với tôi, có khá nhiều yếu tố tác động khi định mua một căn nhà làm nơi an cư cho cả gia đình. Đó là mức giá tiền này, chất lượng, hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội, sự thuận tiện cho sinh hoạt của mỗi thành viên. Còn với những người khác, đó sẽ là điều gì? Chúng ta cùng trò chuyện với một số người để tìm hiểu lý do. Kể từ khi dọn về khu chung cư này, bà Lê Thục Quyên luôn cảm thấy hài lòng với quyết định mua nhà của vợ chồng mình. Căn nhà phòng nào cũng thoáng mát, bếp rộng rãi khiến bà luôn muốn nấu những bữa ăn ngon và vun vén tổ ấm cho gia đình. Mình thấy đây là một cái chung cư, nó rất là đẹp, ở vị trí nó rất là đắc địa. Thứ nhất là nó gần các cái trường mà con mình mong muốn được vào. Và thứ hai nữa là nó rất là tiện, nó tiện cho cái việc sinh hoạt. Và nó nằm trên một cái con phố mà nó rất là trung tâm, nó sầm uất, mình muốn đi siêu thị rất là tiện. Và cái nữa là cái đường xá đi lại để đi vào ấy thì nó rất là thuận lợi. Hay như bà Vân, cứ rảnh rỗi lại ra tưới đám rau ngoài ban công. Đây là góc bà yêu thích nhất trong căn hộ của mình, bởi nó vừa thoáng vừa rộng rãi. Giữa một khu vực dân cư sầm uất, đất chật người đông, tìm được căn hộ ưng ý với bà quả là một giấc mơ. Thứ nhất là nó cũng ở cái vị trí rất là đẹp, gần trường học và cũng là tiện, gần chợ, gần siêu thị và trong khuôn viên rất là bố trí rất là rộng rãi và thoáng mát. Còn ông Lam, một nhà đầu tư lại lựa chọn mua căn shop house của mình trong một dự án gần Hồ Tây và Sông Hồng. Dự án mới, người dân mới về ở hơn 50%, nhưng vẫn quyết định mua bởi nhiều yếu tố, trong đó có cả sự kỳ vọng về giao dịch thương mại, kinh doanh, tiêu dùng của thị trường sẽ tăng trưởng mạnh mẽ khi dịch bệnh được đẩy lùi hoàn toàn. Cái dự án này nó là cái dự án mà nó nằm trên cái địa, trên cái trục đường Võ Chí Công, là cái con đường mà rất là đắc địa và nó kết nối giữa trung tâm thành phố với sân bay Nội Bài, sân bay quốc tế Nội Bài và các cái vùng lân cận, là rất nhanh chóng và thuận tiện. Đấy. Và cái nữa là cái mà nó có cái tầm nhìn ra Hồ Tây và Sông Hồng là rất là đẹp và thoáng mát. Đấy, và quang cảnh ở đây thì rất là đẹp. Hạ tầng, cơ sở hạ tầng thì đầu tư, chủ đầu tư thì đầu tư là đồng bộ. Ở đây thì sẽ rất là thuận lợi cho gia đình và kinh doanh như chúng tôi. Một yếu tố khác khiến những người đã sở hữu một căn hộ chung cư cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn khi giá trị căn nhà được bảo toàn hoặc thậm chí là ngày càng tăng lên. Không kể đến giai đoạn chung cư tăng giá hiện nay, chỉ một năm trước đây, khi chung cư vẫn bị coi là tiêu sản, thì căn nhà của bà Quyên vẫn được trả giá cao hơn so với lúc mua. Thực ra điều mà mình cảm thấy hài lòng nhất ấy, là khi mà mình mua nhà ở đây thì cái thời điểm đấy là khi mình mua thì cái đơn giá cho một mét vuông ấy thì nó chỉ có trên 20 triệu thôi. Thì tại thời điểm này á, cái đơn giá thì nó đã lên tới 40 triệu, hơn 40 triệu cho một căn chung cư. Tức là mình nói về cái giá trị của căn hộ là nó gia tăng. Họ có phải là những người may mắn hơn so với rất nhiều cư dân của các tòa nhà chung cư đang ngày ngày căng băng rôn khiếu nại chủ đầu tư hay không? Không hẳn. Bí quyết chung của những người này là xem xét kỹ, chọn chủ đầu tư uy tín, có thương hiệu. Qua theo dõi cả một quá trình lâu dài, thấy cư dân ở các khu trước đó không có phát sinh tranh chấp về thủ tục pháp lý, khiếu kiện về chất lượng hoặc dịch vụ, thì họ mới quyết định mua nhà. Do đó, ngoài những yếu tố về giá cả, chất lượng, vị trí thì uy tín thương hiệu, lịch sử hoạt động của các chủ đầu tư có lẽ cũng là điều mà mỗi người cần thận trọng xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi bỏ ra một khoản tiền lớn để mua nhà.